đây. Hôm nay mình sẽ thông báo cho bạn một tin rất là hot luôn. Đó chính là mình và Beta đã trở thành một chiến binh lái xe tăng. Và lái xe tăng đấy mang ra chiến trường chiến đấu bắn nhau với người chơi khác các bạn ạ. Không biết mình và Beta sẽ tiêu diệt được bao nhiêu người thì các bạn hãy ngồi đây và xem hết video nha. Đừng quên cho chúng mình một like, một đăng ký kênh. Bây giờ thì theo dõi mình và Beta đi tiêu diệt người chơi khác thôi. Đây, xe tăng của mình và Beta điều khiển đây. Bây giờ Beta đi thôi. Đi luôn. Cẩn thận. Bây giờ mình phải nhìn vòng quanh Beta. Nhỡ mày có ai lo phục kích mình. Kia. Không, đây là đội mình. Bây giờ mình phải đi tiêu diệt xe tăng màu xanh các bạn ơi. Okay. Bên đội địch là màu xanh, còn bên mình là màu nâu các bạn ạ. Ok, đi ra ngoài. Đấy. Cẩn thận, các bạn ơi, rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ mà đội màu xanh nhìn thấy mình phải bắn tòm cái là mình thua luôn đấy. Rồi. Đấy. Đâu rồi, đây là trong một khu rừng các bạn ơi. Đúng rồi, chúng mình đang đi chiến đấu ở trong khu rừng. Đi biết à. Ấy, đi thôi, đi lên trên kia. Đi tìm. Đây, đi vào trong hầm, đường hầm. Các bạn ơi, đây chỉ là đang tập huấn luyện thôi, chứ không phải là thật đâu. Đấy, nên chỉ là bắn nhau để tập luyện. Và đây chỉ là ở trong game các bạn ơi. Đi, mình đã ra ngoài rồi. Đấy, nhìn kỹ vào. Ui, có một chỗ kia có một con xe bốc khói kìa. Ui, bên đấy đang bắn nhau, Beta ơi, sang đi. Kia. À, đây rồi. Bắn đi. Đối xanh. Bắn. Yeah. Hay nè. Ok. Rồi các bạn ơi, Beta. Đội mình đã giành chiến thắng rồi các bạn ơi. Ôi, Beta giết không và Tèo cũng không các bạn ạ. Đấy, đây là những thành viên của đội bên mình các bạn ơi. Vẫy tay chào nhau. Bây giờ mình là đội xanh lá các bạn ơi. Rồi. Đi tìm những người màu lâu lâu. Đội xe tăng ơi. Đi lên trên kia Beta. Đi lên trên rừng đi. Cứ đâm vào mình. Đấy, cứ đâm vào cây đấy. Đi lên. Đổi xe bên đây. Ui, tao thấy có cuộc chiến ơi. Ơi, đây. À, đổi xe. Đổi xe đi cho nó nhanh. Ừ. Xe kia đi hơi cào tí các bạn ạ. Đi rất chậm. Đây. Đi sang, đi đâm xuyên thủng và kia rồi. Ngắm bắn. Bắn, người ta bắn đi. Ui, cần đang nạp đạn. Đâu thế? Đó. Rồi, một xe đã bị nổ. Ơi, xe kia. Bắn đi. Kìa, tiếp kìa, bắn! Nhân rồi! Ơi! Lùi lại, náo đi! Bắn đi! Này! Các bạn ơi! Ơi! Beta, sao anh ngã thế này? Bị tèo rồi chẳng ngã! Ôi! Beta tiêu diệt được 2 tên các bạn ạ! Và bị ám sát rồi! Đang tái sinh! Rồi, lên đi! Đi ra đường đấy rất là đông luôn. Đúng rồi, đang chiến đấu ở chỗ này rất là kinh liệt luôn. Giết được 2 đối thủ. Đứng đợi, bắn đi Beta. Ui, xin tôi. Mình láo sang bên kia. Đổ súng. Rồi, mình đã đổ súng thành công các bạn ơi. Pazuka. Boom, wow. Ơi, lùi đi. Rồi. Các bạn ơi, con xe kia lật bánh lên rồi. Rồi, đi không đi ra chiến đấu đi. Cứ đứng ở đấy ấy, bỏ ra. Rồi, ôi, cái bạn này. Để mình lùi lại đi, cái xe đó. Đấy. Này. Đi sang bên kia. Rồi. Đấy, lùi. Bắn. Kìa, con xe kia, đằng sau kìa. Đây rồi. Con AI-2 kìa. Đây đúng không? Đấy, con ở dưới, đây, con đấy. Đấy, đúng rồi. Đấy, đấy. Nhắm chuẩn vào. Súng đại bác này, súng đại bác kìa. Nạp đạn đi. Ôi. Bùng nổ luôn. Đi vào tận nơi để bắn nhạc. Mình bắn cho tan tành thành công suất luôn các bạn ạ. Ui giời ơi, cái cửa của mình đã ngấy lên rồi các bạn ơi. Ui, mất cả bánh luôn các bạn ạ. Bị cái xe tăng bên kia bắn cái mất toay cả bánh luôn. Đúng rồi, bây giờ xe mình không đi thẳng được mà chỉ có lùi thôi các bạn ơi. Đó. Mất 2 bánh. Rồi, ok, vẫn đi thẳng được. Ê, đi hơi trẹo một tí nhưng mà không sao. Mình là tay lái nụa mà. Rồi. Đi được. Ơi, xe kia tự nhiên lăn xuống hố. Đi bạn ơi, ra đây để chiến đấu nào. Ui, bạn này đi không biết đập đi, toàn đâm vào người mình thôi. Tay lái non toàn rơi xuống rồi. Đúng rồi. Rồi, đổi mình xe. Đổi xe đi cho nó đẳng cấp. Ôi trời.
Ôi trời, xe này là xe cào cào các bạn ạ. Đi nó hơi khó các bạn ơi. Đi, rướt sang bên này, rướt sang bên phải. Ok. Đâu rồi, những tên kia đâu rồi? Đấy, bắn ở bên phải mà. À, bên phải này đúng không? Đúng rồi, đi này. Kìa kìa, đấy, đang bắn nhau kìa kìa. Tao bảo đi lên rừng này, đi lên núi này. Ui, đấy, xe này đi hơi khó. Đấy, đi lên núi đấy. Ồ, còn một tiếng nữa ạ. Ôi, xe này không đi được. Xe này giống xe con cào cào các bạn ạ. Đúng rồi, xe này chỉ có đi đấm bằng thôi các bạn ơi. Rồi, nhiệm vụ của mình là đi tiêu diệt những cái xe tăng màu lâu đúng không? Rồi, đây. Rồi, đã bị tiêu diệt rồi. Thời gian chỉ còn 1 phút 35 giây nữa các bạn ơi. Kìa, không phải, đi xa đi. Ui, cái ông A4, A4 này. A đây ơi. Bộ ông bắn sắt thì bắn thế nào được? Đi. Cái xe này. Đi sang. Đấy. Cái xe này nãy hơi khó các bạn ơi. Đó. Đây. Nó lần quay ra các bạn ạ. Rồi, từ nha. Rồi, ok. Đây này. Bắn. Ui, bắn. Chạy bắn con này. Rồi, ui. Mày phải chuyển sang đại bác bắn chứ. Đúng rồi. Cứ cầm cái xe bắn các bạn. Đổi xe đi. Một đi về một đi, đổi xe một. Đâu, đây một là đuổi đạn. Đấy, đổi súng này. Không đổi được xe nữa. Đi. Rồi đại bác rồi. Đấy. Ui. Phải cầm đại bác bắn nó mới ác các bạn ạ. Chưa? Không phải. Đội hình của mình. Rồi mình lái con này bon rồi đấy. Ê bạn ấy. Ui, anh chàng đi cả ô tô luôn à. Ôi trời. Cái đường rừng này nó hơi mốc mô các bạn ạ. Rồi lại đi núi. Kiểu như năm ổ gà luôn, ổ vịt, ổ trâu, ổ bò luôn. Đi ơi, trời ơi. Đang ngăn quay xuống hố. Chưa đi được. Đi này đi. Kìa. Xe này nó còn không đi được đi các bạn ơi. Không nên dốc không được rồi. Không nên dốc đi. Đổ xe đi. Đổ được không? À đây đổ được. Đấy. Ok. Đổ xe. Rồi. À không cần đổ xe. Bây giờ mình đi bộ luôn. Đấy, bắn luôn. Này. Này nè. Gần nè. Xui kia. Thắng. Go. Thắng tiêu các bạn ơi. Hai trận thắng rồi các bạn ạ. Đấy. Ui dồi các vị chiến binh. Vẫy tay. Đội mình thua. Cứ tưởng là đội mình thắng, không ngờ là đội mình thua các bạn ạ. Thế là mình ăn mừng rõ vui. Rồi trận đấu tiếp theo xem lần này mình có thắng không các bạn ơi. Đội mình là đội màu lâu các bạn ơi. Đó, trời ơi. Em đi bên đây. Ôi. Rồi xe tăng xuống dưới. Đi. Rồi từ. Nào đi xe nào. À đây mình lùi rồi đấy. Đầu xe mình đằng trước này đó. Đâu rồi, đội xanh đâu rồi? Ra đây. Bắn luôn trời. Lên quay luôn. Ôi trời ơi, mình không cần bắn, đội mình đã giành chiến thắng các bạn ơi. Chả có bắn được thằng nào mà đã chiến thắng rồi. Quá là dễ dàng luôn đấy. Pita ơi, chào tất cả những người anh em. Ở đây là phòng trọ các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi khám phá xem ở trong phòng này có gì không. Ui. Ở trong này này. Rất là nhiều súng. Đúng rồi, có khí. Ui, có cả lựu đạn luôn nè. Lấy. Đấy, không, mình không lấy được ở đây. Đó, súng này chỉ là để trang trí thôi các bạn ạ. Đấy, trưng bày. Thôi, nhìn này, mình mặc bộ quần áo màu xanh thôi các bạn ơi. Chị, đi ra. Bây giờ là đi chuẩn bị đi chiến đấu. Thời gian cho đến khi bắt đầu là còn 14 giây, 13 giây các bạn ơi. Rất là nhiều những đồng đội à. Đấy, bây giờ. Bên kia rất là nhiều những người chơi, những đồng đội đó. Đây chỉ là tập luyện thôi các bạn ạ, huấn luyện đấy. Nên là rất là nhiều đồng đội giống mình. Rồi, ở đây phòng trò rồi. Trời, vào trận chiến rồi. Vào trận chiến bắt đầu. Đi thôi. Mùi mình là một con chiếc xe màu đỏ các bạn ạ. À, màu đỏ, bây giờ đội của mình là màu đỏ ạ. À. Đúng rồi, đội mình không, bắn lẫn lộn luôn các bạn ơi. Ai là bắn? Đúng rồi. Đây là tự sinh tồn các bạn đúng ạ. Rồi, tự sinh tồn, xe tăng của ai mà mạnh như hơn là người đấy giành chiến thắng các bạn ạ. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi sang bên kia để chiến đấu những người chơi khác các bạn ơi. Đi. Mình cố gắng để cái xe tăng của mình nó phải khỏe nhất ở cái chỗ này luôn các bạn ạ. Đi lên. Rồi. Đi. Ui. Đây rồi. Đâu. Một đối thủ đầu tiên. Đâu, bắn đi đã. Từ. Cái kia. Vội. Đổi. Đấy, im. Đổi thành hai. Mày cầm xẻng mấy bảng à? Bắn đi. Rồi. Chưa? Để tao chuyển cho mày thành ba.
Đấy, bắn rồi, cái đó, cái đó, cái đó, một tên đã bị tiêu diệt rồi. Đấy. À vẫn chưa. Được rồi, tiêu diệt rồi, nát bét súng rồi. À vẫn chưa, chưa. Vẫn chưa tiêu diệt được. Ok. Ok. Một tên, đã im, đã im. Chuyển súng, chuyển súng. Không cần chuyển súng, đã im để tao bắn tiêu diệt được cho xe tăng của tao khỏe nhất. Ai, ai bắn nạ, bắn nạ. Láu, láu, bắn láu. Bắn nạ. Láu. Ôi. Đây. Rồi, ôi, bị tiêu diệt rồi. Bị tiêu diệt. Ây dạ, bên ta giết được một tên rồi các bạn. Chả ơi. Không à, ông trời. Bên này, bên này. Mình bắn này đẳng cấp luôn các bạn ạ. À. Đây trượt rồi biết thôi. Đây đây, cái mũi tên của mình phải bắn đấy. Này này ơi, cái kia nữa. Ai cái kia nó bắn mình không? Hỏng rồi. Mày mày các bạn ơi, đang làm đạn bình tĩnh đi ta ơi. Ok ok, ui mình mất bánh rồi các bạn ơi. Thôi mất bánh nhưng mà mình vẫn đi đặt cấp luôn các bạn ạ. Ok. Đấy cái thằng đấy. Láo 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 bắn mình à? Mình bắn mình bắn mình. Bây giờ mình sẽ đổi đạn vào con đạn ba này các bạn ạ. Đấy đi, cho nó dễ các bạn ơi. Bắn đại bác luôn, hơi yếu. Bắn đi, bắn. Ôi nạp đạn, đang nạp đạn. Ui, bắn nạp đạn hơi lâu các bạn ơi. Bắn đi. Này nè, gần lỗ chưa, gần lỗ chưa, gần lỗ chưa. Rồi. Ui ôi, đã tiêu diệt, tiêu diệt được 3 tên rồi. Hai, à 3 tên xe tăng. Ui trời ơi. Đằng sau chạy đi. Mày đứng đấy à? Đứng đấy nó bắn cho. Này mình không nhìn thấy. À lại tái sinh lại. Đấy. À. Bắn luôn này, bắn tao à? Bắn tao à? Đây chuyển được súng này. Trời ơi đây. Rồi ôi quần hiếp chuyển súng mình cãi là mình bị bắn mất đi luôn các bạn ạ. À, đây. Rồi ôi. Vẫn chưa bị tiêu diệt, còn 18 máu với ta. Này này bắn nè. Ôi giời ơi. Thằng nào nó bắn đi. Đang tái sinh, đang tái sinh. Ui, mình vẫn là người khỏe nhất ở trong này. À. 3-2 rồi Visa. 3-2. Không sao, không sao, không sao. Ui thằng kia được 4 rồi. Rồi, thằng kia tận nạp 5 rồi. Ui ghê đấy nhỉ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. À. Bắn thằng kia, kia. Đây bên này. Đây. Cái thằng này thì không bắn, nó đang bị vướng, bị ngã luôn ở dưới này. Boom. Bạn ơi. Vĩnh biệt. Ui. Lạch đạn rồi Visa ơi. Phải, rồi. Đấy, đúng rồi, cái màu đỏ kia trúng thì nó mới được. Đấy. Được rồi. Này này. Tiếp đi. Đúng rồi, nạp đạn. Này này. Nó chưa bị tiêu diệt để sao rồi, sắp lỗ rồi, sắp lỗ rồi. Cho nó quả lưu đạn đi. Đấy. Bà này cả ơi. Ông nào bắn mình ơi. Đâu ạ? Đứng lại nhìn vòng quanh đi. À. Chưa thấy chưa. Đấy. À, đây. Này bắn mình nè. Sập bánh rồi. Sập chạy luôn ơi. Chạy à. À. Quay đầu lại và đuổi theo tên ấy. Đuổi theo luôn. Ui. Rồi. À tên ấy đi đâu ấy? À ui vẫn có thả bắn. À. À ui thằng em mắc à, xe tăng à. Mà xe tăng nè. Lỗ tan luôn các bạn, có một phát thôi. Xe tăng nè. Đây là máy bay chiến đấu. Đúng rồi. Đấy, máy. Ông này gần mình luôn Bita. Ông này gần mình luôn. Lỗ luôn. Ui. Đi theo nó. Đi theo nó Bita. Này này, ui. Đấy, nó thấy mình rồi. Chạy đi. Rồi, bắn. Rồi. Này dụng chưa em? Rồi, chưa. Nó mất súng rồi Bita. Nó vứt đi được. Boom, bắn vào bánh luôn, dùng bánh rồi. Luôn, thấy coi như là vẫn đi, lại vẫn cố. Vẫn cố đi. Chạy à, bạn ơi. Bánh luôn. Chạy nè, chạy nè. Trời ơi, mình đuổi theo nó bằng kim. Boom luôn. Trời ơi. Đừng im, cho anh bắn đi, chạy làm gì. Ui, nạp đạn, hết đạn, chuyển hướng, số 3. Ngồi, bắn đi, biết ta bắn đi. Ấy, sụp trường này. Hơi yếu biết ta. Bắn đi. Đi, số 2 xem, số 1. Ôi, hết đạn rồi biết ta ơi. Còn có 10 viên thôi. hết đạn rồi, úi giời, không bắn được nữa. Hỏng rồi. Giờ chuyển sang số 2 xem. À đây rồi, mình bây giờ mình sẽ mở ra. Đó. À mình đi à? Mình sẽ bấm vào số 1 để đi đấm chú. Cầm dao xiên rồi. Các bạn à, hết đạn rồi nên là mình phải cầm dao mình đi mình ấy chiến đấu đúng không? Chiến đấu. Đấy, bây giờ mình không còn đủ đạn nữa. Chém luôn. Các bạn ơi, lấy dao chém xe tăng đấy, ác chưa? Đây. Tên này. Ê, đau thế. Rồi, đây. Đi làm sao bạn không biết.
Đuổi, ơi rồi bắn làm sao được mình? Bắn làm sao được mình? Đứng lại, đứng lại đi anh bạn ơi, lấy. Tí nữa nó hết đạn bây giờ đấy. ui nó bắn trúng mình rồi. Này thì cầm bắn... dao đi, cầm dao đi, chém nó. Mình mất dao rồi. Bốn. Ôi thôi, sao vứt dao rồi? Ai, đầu thế, ai? Ui, hết rồi, tan tành rồi. Rồi nó bị thằng nào bắn đi? Bị thằng khác bắn. Này, tái sinh. Rồi, đi con xe khác, con xe này có đạn không? Hết đạn. Có đạn. Ôi, còn đạn. Nhưng còn hai viên thôi. Còn hai viên thôi các bạn ơi. Đó. Ui, khói mù mịt thế. Đây là đang ở chiến trường mà chả khói. Mình không nhìn thấy gì luôn các bạn ơi. Đây. Thằng này bắn. Mày là mày. Ôi. Kìa thằng kia. Ghê thế. Nó chả ghê thì không à. Đi bây giờ bắn đi. Đấy cái thằng đấy. Này. Hết đạn rồi. Mình bắn hết đạn rồi, bây giờ mình không còn gì để chiến đấu với cả cái thằng này nữa các bạn ạ. Mình đuổi theo nó thì nó lại quay lại nó bắn nó tan xác. À, con đạn đâu? Hết đạn luôn. Chiu đó, nào. Ôi. Đâu rồi? Ơi. Bây giờ mình không có đạn, mình cũng không biết làm gì nữa các bạn ơi. Cứ đuổi theo nó thôi. Đuổi theo nó thôi các bạn ạ. Cái thằng này. Ngồi trên phi công à? Đúng rồi. Ngồi trên cái xe máy bay chiến đấu kìa. Mình bay cả mu rồi các bạn ạ. Ui giời, mất cả một tay luôn rồi. Đi luôn vào xe của nó. Lái luôn máy bay. Xuống đi. Để anh máy bay vô. Rồi. Thôi xong. Khi người chơi này được giành chiến thắng đó bạn ơi. 10 bạn đầu tiên là chiến thắng. Đúng mình rồi. Giết được có 4 mạng thôi. Các bạn ơi, vừa rồi mình và Bita cho các bạn thấy mình và Bita đi tập luyện huấn luyện bắn xe tăng rồi. Có thấy hay không các bạn? Hay thì like nhá. Và video mình Bita đến đây hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.